chia tay mấy thanh niên ăn nồi tôm cua ốc kè vừa rồi á, ngon cực kỳ anh em ạ. Nước chấm mấy thanh niên phá ngon lắm. Bây giờ anh tôi và anh Hùng Messi là tiếp tục lên đường nhá. Ngon. Quả chứ đây quả ổ gà. Quả ổ gà. Ăn đây ăn ổ gà đây. Luộc cần đi. Hả? Lạc tiên nhé, họ gọi là lạc tiên nhé. Anh em tôi thì gọi là ổ gà thôi. Hả? Nhiều lắm, từ từ bứt mấy quả ăn ăn cho đỡ buồn. Đi. Thế đi tìm ong này không vội đâu anh ạ. Phải thong thả thôi, vừa đi vừa chơi thôi. Bây giờ phải đi hướng lên trên đồi này nhá. Đây đi hướng lên đây. Còn bao giờ gặp cái sự kiện nào nó đặc sắc thì tiếp tục quay nhá. Nếu mà không thì chiều nay về thì quay lại cho anh em luôn. Rồi tiếp tục. À suối này có uống nước nước đó. Đi lên kiếm vùng uống nước đi khát anh em ơi. Bắt bắt con nhện này tí nướng ăn nhá. Con nhện chúa đây này. Còn đi lên sinh tồn anh Hùng ăn. Anh Hùng. Đấy rồi, rồi okay, ok. Con có nữa. Con này thì phải quấn lấy cái lưới của nó quấn nó luôn. Quấn cái chân ăn nước đấy. Cái lưới con này mà nó có thể bắt được chim đấy. Đấy này, con chim mà bé bé là dính vào cái lưới này là đi luôn đấy. Con nhìn này cái lưới nó chắc lắm. Rồi đi. Loài này là chính là con gì nhỉ? Bắt tôn ngộ không đấy. Đấy, một con. Yêu tinh nhện, yêu tinh nhện. Yêu tinh nhện, yêu tinh nhện. Chạy à, giờ hai con. Thì chỗ này có cua đấy anh Hùng ạ. Quay mà. Đi đi đi, có cua đó. Đây đây đây, này này này, để bắt con cua đi. Cua này đâu? Sâu không? Sâu sâu sâu. Sâu quá thì thôi thôi. Ôi giời ơi. Bỏ đi. Như cái hang đồng luôn. Người đến khô mùa này chua ở hàng sâu lắm. À có lẽ ở dưới đây. Công công cái gì? Lật á? Lật đúng không? Từ từ để bỏ bao đó. Nên mình nặng ăn thôi, cắt cơn thôi. Thì cắt cơn nhá, từ từ từ. Ôi lưỡi, lưỡi nó dính tay này. Trời ơi. Rồi rồi, đưa cầm máy cho. Để đi bắt một con ít con tôm mà. Còn nước không? Kiếm mèng nước uống đi. Thơm không? Đúng buồn ngủ gặp chiều mai nha anh em ạ. Đây này, đang khát nước. Tôi vào uống luôn nhá. Có cái vòi nước họ bắt ở trên suối này bên này. Nghe mùi bùn à? Để thử coi không? Ai mới sửa đường ống được ạ? Uống được. Khát lắm rồi, làm ngùm đó. Đi thôi. Mát phết anh em ạ. Uống xong lên trên kia là nhìn thấy bài cứ trâu. Lại là... Khi này là buồn luôn. Tô ông mình nữa đây nhá. Đây này. Mát. À, cầm máy quay em uống được. Để tạm thời dừng lại đó. Được. Nói chung không cần biết được thế nào nhưng mà uống miếng thấy ngon. Còn mấy thanh niên vừa rồi nhá. Điều đi thấy bọn tôi đi vui quá đi theo luôn. Ê. Tổng là tem của 5 người. Chạy nhanh lắm đó cu đen nào. Đây rồi đây rồi. Không có. Không không. Úi, bình nhiều hay. Nhưng mà đang được. Để bắt từng con nhiều đầu đi đó. Không không. Để thằng đi chụp con châu chấu mình gì được. Để nhổ đầu đi Linh, nhổ đầu từng con một. Nhổ đầu đi. Nhổ đầu bỏ vùng mù của anh đây này. Thôi để tan nước. Đó. Bắt cái trâu luôn. Mà con này ở quê tôi gọi con chôm chôm nhá. Đuôi là nó đang chạy. Ngắt hai cái chân này đi. Ngắt hai cái... Để cái đuôi này thôi. Để cái đuôi này thôi Linh.
Cái trục ha. Nhổ cái đầu để ngắt hai cái giò đấy để lại cái đuôi thôi. Không, đừng có ngắt ra nữa. Bè ngang cái giò á, bị cái giò. Có đem tiện. Không không, bè đúng không? Cú Thảo không phải đúng không? Nhổ đầu thôi, nhổ đầu rồi. Bè giò nào? À đấy, thằng đi đúng rồi, thằng đi biết cái giò này, đấy, chuẩn. Còn nhảy. Vứt cái giò đấy không ăn, không ăn cái giò đó. Rồi. Rồi bộ chân đằng trước nhúng thì thôi. Nhúng luôn. Hắn nhổ đâu đó hắn vẫn nhảy được mà. Mình ngắt cái giò đấy khỏi hắn nhảy. Con chúa mình chỉ có con chúa. Tớ còn thịt đi. Tớ còn tan hết. Rồi. Đây này nha này. Được một nhúng rồi. Hắn hay ở trong hồ đất này lắm. con à mô phải không? Ờ đúng rồi đó, đúng rồi to hay con đi chỉ ăn được thôi mà hẳn nhìn to rồi chứ có chi để ăn mô đó, nhổ đầu đi cái là thấy hết rồi. Được rồi, chụp đi chụp cho nhanh. Cô đen được không? À rồi, nhổ đâu? Ngắt giò là tí nướng. Ai rửa xe mà giò. Có hôm nay tôi làm nhân vật phụ quay phim đây nhá. Có đội hình hơi bị hùng hầu luôn. Anh em đang đi dọc theo cái đường máy múc đây này. Kiểu con này nó không ở trong cái tổ lớn đấy, con chôm chôm này nó ở trong những cái tổ bé thôi. Mỗi tổ có 3-4 con gì đấy. Còn anh em cứ nhìn thấy là chụp nhá, bắt. Đấy, được nhiều đà rồi, tí nước. Hả? Đang nhỏ lắm anh em ạ, khoảng độ 2 tháng nữa. 2 tháng thì ăn mới vừa. Ngắt chân không nhảy hết đó. Ngắt giò đấy, ngắt giò đấy. Ăn cá luôn thì ngắt giò không nhảy. Lính. Được rồi đó, nướng đấy. Thì vùng đang hơi nóng rồi. Chặt quen nửa sâu nướng đấy. Hôm nay đúng là đi ăn anh nhau ạ. Đi ăn không. Ui dễ mất con rồi. Thôi con ở chỗ hắn. Chỗ của hắn đang sống đó. Ui. Hai con. Rồi. Rồi chụp được con đi rồi. Thì chụp nó đang giải máy đó chứ. Ngắt chân đi, ngắt giò đi. Rồi ba con. Cả ăn cả thả nữa. Cả ăn cả thả đây không mà chị ơi. 4 con. Một đấy. Mất rồi. Anh ngắt cái giò đấy để cái đuôi này thôi, không là hẳn chạy hết. Linh lột chân em đấy. Ngắt cái giò thôi vậy. Linh nhá, anh dầm lên con này này, ngắt cái giò thôi để cái đuôi này mà ăn. Nghi vậy. Chết ngắn. Nhổ cái đầu đấy, ngắt cái giò đấy. Nhỏ quá. Đúng một 3 con dế vào đây này. Dế mà ăn được. Ăn được mà hời. Tiếp một nam luôn, đây sắp đây mù cối rồi. Đi tiếp tục. Hơi chim thì bị sớm thì không phá hố. Đi bắt đi con rồi đi nướng đây. Đây. Bọn nó bắt hết rồi đây. À giờ mấy thanh niên bắt được đấy rồi đây. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ à. Cái con này mà rừng ra được đấy á thì nó ở thành từng tổ ấy. Khoảng đồ vài cân luôn, giống như anh em xem Lý Tử Lanh mà hay đi bắt đấy. Còn nói thật rừng keo thì nó ít lắm. Nhẹ nhỏ nhẹ cho từ từ mới thò ra cho mà bắt, còn chọc qua rửa thì hẳn chui vào trong sâu không bắt không. Con không ở
Còn... nhiều. Lại bây giờ, lại bây giờ. Để quay bắt phải quay đấy đâu. Đấy nha anh em nhá. Đây là kiến lấy phẩm này. Thế có con ở đây. Con Tiến Tiến đi, à con ấy đúng á. Nhổ đầu đi cô đét. Ít quá. Đấy nhá, kiến lấy phẩm đấy nhá. Nhổ đầu mà nhổ cái đuôi ăn ngon để ăn gì. Đây là kiến lấy phẩm anh em vừa bắt được vừa rồi này. Được một ít con trông men này, con trông chốm ấy. Con men trông. Con men trông à? Với lại hai con này là hai con nhện nhá. Đây là con nhện nhện quê tôi. Nhện ăn béo lắm đấy. Tơ này là. Tơ này dính nhưng mà ăn béo lắm, để tí anh nướng cho mà ăn. Có cái vé đó ủ cũng ngoan đi. Chạy đó để anh cột cháy làm mà anh cột nữa mà. Bây giờ thầy nướng để thưởng thức luôn nhá. Còn một chút này không đủ để đem về. Hùng mẹ chi đang làm nữa đây này. Pha này hơi căng anh em ạ. Bốn thằng đang chúc đầu vào uống nước. Đây này, nước suối thiên nhiên nhá. Nước này sai cho nước suối tinh khiết luôn. Đây, để đây này, nó chảy ra đây này. Từ trong khe núi chảy ra nhá. Đấy, nhìn hoành tráng chưa? Đấy. Nước ở trong này nhá. Anh em đi suối đi rừng thì uống thế này thì nên lấy ống nửa uống nhá, còn không nên không nên chui cả mồm vào. Rồi. Thấy. Trăm phần trăm đấy, uống đi, uống cho hết đi. Ok, 100% đi. Uống nhanh cho anh uống với, khát quá. Hôm nay đi rừng vui quá nhá. Đây này, sản phẩm đây này. Cô đen múc cho anh uống với mô. Đổ đi. Mô không phải mô, đủ rồi. Đổ đi rồi múc cho anh uống. Khát quá rồi mà. Linh bố gắng uống đi. Ờ, ai bật cái voi đi gì nữa. Cái voi đi chạy bằng lỗ này hả phải nhá? Thế. Ngay chọc bật rồi. Bật tâm cơ của đó, con cần phèo. Ừ, rồi, cảm ơn nhá. Mở thấu được cơ nữa. Đấy. Tao đó. Con chạy được vô với không có. Tí đắng này phải. Ừ. Ôi, cho ông này Linh ơi, chưa đo. Cô chạy tao ngay mô mà vô. Yeah, làm mà muốn có ăn à? Ừ, vừa thôi. Phải. Một ống mà. Cho anh uống, có lẽ anh phải uống hai ống nữa mới nó. Tôi uống nhiều nước thật đấy nhá. Rồi, cảm ơn thanh niên cô đen nhá. Cảm ơn cu ngạp chó. Chào nhé. Anh để tôi múc một ống này xuống lát nữa uống thôi. Ủi bục xeo uống thịt thang. Ừ, mục đi đường bục. Tưởng công nhân là khát thật đấy nhá. Rồi đây quả tê. Vậy, ra không chạy xuống em nhá. Bẩn. Mạch nước nhìn trời nắng nó vẫn ổn định hay. Vẫn còn nước nhiều đó. Bây giờ uống nước xong rồi sẽ xuống đường mấy con chôm chôm này để ăn nhá. Uống ít nữa. Từ đi đường rồi hẳn thực ra chứ có khác nhau. Rồi, đi thôi. Ok, ăn một đi thôi. Con đi chừng ăn á. Lâu rồi. Ờ, rửa qua tí. Chưa, nó có ít đạc. May khi nào anh lấy ít nước xuống chứ. Hay là cu đen chạy lên múc cho voi nữa cu đen. Đấy, bỏ vào hai ống nữa đây này. Con cái nôi để thôi. Một cái ống của Mỹ, một ống của anh đây đấy. Đây. Ống Mỹ nữa. Nè. Hàn ổng vừa cho, hàn ổng cho đủ vậy. Vâng à. Vâng cùng nha. Vâng nha. Bây giờ Hùng mẹ xin thầy nấu nhá. À có lá chanh nhá, bỏ lá chanh vô chứ. Bỏ lá chanh vô nữa. À đó đó. Đi. Bắt cái chỗ này. Ăn bánh cá. Rồi đặt thì con nha. Chờ thằng Linh lấy nước về đã. Đáng đặt bóng. Chờ thằng đen lấy nước về đã chứ. Thì ra cái ông lá này ra nữa là ăn thôi. Mua bên kẹp lại. Ừ, rồi bây giờ Hùng phải xin làm bếp trường nhá. Lát nó về ghép video vào cho nó thành một cái cho nó liền mạch.
cho rằng ăn cua rồi là ăn ốc rồi lại ăn chôm chôm rồi đủ kiểu luôn. Hai thằng đi với nhau là có lẽ về đấy đó. Anh múc muốc thì mình nói nhạc kia ông mới không nhạc. Thải là chanh đi, thải là chanh bò vô cho thơm. Thì sau sau tí quay đi. Đây này. Đây là đẹp đẹp như này. Để hết đi. Thì làm chi? Ăn uống người thế thôi, cháy mẹ nó thôi. Này 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 này, còn hai lá này này này. Cho con lên. Xe xe. Cho thơm. Chín cho. Chín gì? Uống đây bò uống nước vô cho chín đi. Uống đặc cái này, đặc biệt à? Nước lọc, nước lọc. Thằng đề đang lên trên đôi này này. Lên đôi lấy nước nhá. Về nấu, còn không là sờ nó không chín đấy. Phải có nước thì nó mới chín. Ôi, cháy chọt rồi đó. Cùng mẹ chi làm đầu bếp nhá. Đấy. Rồi. Thơm thế. Thơm nhầy. Mẹ thấy đắng như nhung lá sắt. Chơi vô đắm thì cái gì cũng mà. Thông mệt chi làm bếp trường nhìn chuyên nghiệp thôi. Biết được cái này bắt nốt tổ ong. Vừa rồi có tổ ong vàng ấy, bắt lên luôn nấu luôn thì ngon rồi. Nước bao giờ chín quá. Nước bao giờ cho chín. Hết nước rồi à? Thằng đề lại nước cho về hay rửa đấy bò xuống dưới đất để hôi ra. Chơi còn nước để nấu tiếp. Bây giờ. Cũng nấu canh chua rồi. Còn chi khế có chanh nữa mà. Rồi thôi, còn cái này để uống. Nấu cho chua lắm á. Ừ, nấu chua đi. Đó, cho chanh vào. Ok. Đó đây. Đó đó thôi, chừng ăn lên nè. Ui, ta lên chanh vào đi. Uống nước của ông nữa khó uống lắm. Ít thì nó không chảy mà đồ nhiều thì nó chảy ra mồm hết. Ui, thơm ơi. Có bò mỡ không mà răng ngon đi. Chưa, chưa chín. Chưa. Trời ơi, quá ngon luôn. Quả hai, quả hai con nhìn, đâu có nửa nuôi. Ông Quẹt Chi đâu có nửa thôi. Lửa để cháy. Đột lửa lên đi. Lại thấy cái bồ gì rêu rêu rêu. Hãy ơn đi bài ra bên. Hôm lên dưới bật cả cho ứ bớt. Cun HD rồi nhá. À, tình hình là món men trâu chín rồi nhá anh em nhá. Món khổ nhục. Men trâu à, món khổ nhục à. Đây này Hùng Messi đang đổ ra mâm đây này. Nóng quá, lúc nào cầm được cái. Thèm quá rồi. Lấy cái lá cho to đi. Đây đây, đưa, đưa, đưa cái lá đây này. Ăn được không? À. Hết rồi, có một nửa mà hết rồi à? Ngốc ngốc. Này, rồi ok. Ta nồi đây. Vắt chanh vô chứ? Chanh nha. Chanh chanh ngắn là chứ thôi. Có cần phải rượu không? Có... Ôi thiếu muối ra nhau ạ. Ừ, có muối không ăn được rồi. Đây này, đây này. Ngon mà. Mặn mặn. Mặn mặn chứ? Răng lại. Khỉ à? Lấy mua ra mặn mặn. Đây này, tí nữa tôi ăn con này này. Con này nữa này. Con nhìn nhá. Đấy. Ôi, con chị đấy. Nhì. Chia đôi đi, chia đôi đi. Chia đôi khi mua đồ ăn mà chia đôi cho nửa đấy. Chia đôi mua đồ ăn à? Con nhìn lại cho cái đầu à? Cái gì? Ôi, cái tôn. Ui, ai? Hả? Quả đây. Thử đây, xin mời anh em nhá. Đây con men trông này. Không, ai là ăn chấn. Con ăn được cái mình nhìn thôi. Cái đầu buôi. Con nhìn thì ăn được cái đuôi hình thôi. Nó có tơ ở trong á. Ăn uống công bằng chứ cả. Cho mình có nhúm. Thôi không, cái này không ăn được, cái này cái đâu. Nhớ ơi, ngon quá. Ôi giời ơi. Thêm muối. Mặn đi. Mặn á? Anh có nghe mặn không? Ừ, nghe mặn á. Nghe mặn bên ngoài chứ chua. Đấy. Đá khăn đi. Nước. Nước khăn đen chì luôn này, con nhớ. Mặn đấy này, con nhớ. Ừ. Con đây là có bỏi đi, bên ngoài chúng răng lên mất bỏi. Chua quá. Nấu canh chua mà. Chắc là bảo nằm chanh mày vô không nằm này. Chắc của người ta hơi nằm chanh thôi. Có muối thì ngon á. Cái này không chắc chuối lắm rồi à. Vừa rồi hết muối anh em ạ. Cái này bò hoa chuối bò vô thì có lẽ ngon này. Ôi con đi quên nhủ đầu rồi Linh này. Ăn đi. Vậy ăn như đang hết tôi đi. Ừ, cái đuôi ăn ngon mà. Có tư con đi bảo. Con nhìn á. Không. Ồ con ở cái tư con ở chạy quá đó. Con đi có không?
ăn hết cái bữa lòng mới nhai vậy ăn nhông gì thanh niên đi chưa biết ăn cứt này đang học ăn béo bù lắm nhưng mà chơi khoảng tháng 9 á, mùng 2 tháng 9 hắn ra trứng á. Còn con này mùng 2 tháng 9 hắn có trứng á, ăn béo thôi đó. Con này béo thì cơ đi. Ừ, con này béo đó. Con thì cho ông đi bật viết đấy. Bật viết tầm bóng. Con nó bị gì nè. Tí về đầm bóng ha. Về cối bộ đồ nữa ra là đi luôn. Đi nhá. Lên. Ừ, chỗ anh nhá mà. Con này chưa nhổ đâu. Này Linh này, cho Linh này. Ăn giống như về về nữa. Linh, cho Linh này. Yeah. Em ăn ngay ra. Ăn mọi người ốm mà ăn ăn điều tầm mạnh này. Được. Ừ, tụt chất đấy. Đây. Không đây nè. Ăn đi cô Thảo. Nhưng á. Không, hắn to ăn ngon. Còn đang nhỏ quá. Đây tụt chất đấy. Cái ni mà cái loại ni mà ở nhà có mờ á. Chiên với mờ cho giòn. Bốn cái chân trước nó phải ngắt đến này Linh này. Cái gì ngắt? Hả? Ăn cả này. Nhưng mà vì con nhỏ quá phải ăn cả chân trước. Đây. Không ăn nhường lắm, ăn mà. Không. Như thật. Đây. Cho miếng chanh ăn ghém với. Xin một miếng chanh nào. Ừ. Ừ. Rồi, đúng rồi, cảm ơn nhá. Ngay vị chua chứ không ngay vị gì nữa. Khi nào là ăn biển, còn như là ăn rừng. Hay. Khi nào là ăn tôm cua ốc hết. Tôm cua. Còn như là ăn rừng chưa đủ 18 tuổi nó cầm dao mô. Cắt ngu được gì đâu mà đứt. Ôi cái tao cầm một tật cắt ghê à. Ăn đi thôi, nồng săn với thằng. Chắc là hang ra chứ sao. Ừ. Chuột. Tèm phải có những hang nữa mới sai đó hẳn. Mẹ. Con hang mồm khu nhau mía đây là ảm sai. Thấy có mồm bọc thịt. Ăn thịt tôi bay bay mà. Còn mấy cái chân ăn thịt đi này. Ừ đúng. Cái đùi này không ăn. Đùi như ngon nhất mà. Rồi video xin kết thúc tại đây anh em nhá. Ừ. Ăn no uống thay rồi. Xin phép kết thúc nhá. Bây giờ tem giải tán anh em đi về. Đi về thôi. Vừa rồi là ăn tôm cua ốc hến. Đồ biển, còn bây giờ ăn sang đồ rừng. Đi. Tối nay về đó. Một lần nữa xin chào tất cả anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Coi hư